Thì xin chào bạn đã quay trở lại channel của Chủng VN. Ở video ngày hôm nay mình sẽ muốn nói rằng là Roblox nó bị lỗi nữa nữa các bạn. Lần trước các bạn có thể thấy thì web Roblox đã bị sập một lần rồi, tụt xuống rất là nhiều người chơi, và bây giờ nó bị lỗi người chơi một lần nữa. Thì những các bạn cũng có thể không biết á, thì cái thông tin này là mình cũng gọi là lấy trên mạng ha các bạn. Thì Roblox đã đang đạt được cái kỷ lục người chơi trong vòng 2-3 ngày qua gì đó, kỷ lục từ trước này chưa bao giờ đạt được luôn, kỷ lục trong vòng ba hai ba hai ba à, kỷ lục trong vòng 2-3 ngày liền, trời nói hồi nó lắp luôn các bạn, bực ghê chứ. Đấy, nói vậy chứ Roblox ngày càng lớn các bạn, cho nên những cái server nó không chịu nổi á. Lần trước nó cũng bị sập cũng do cái vụ này, nên hình như bên RTC cũng đã nói rồi ha. Thì bên vụ này thì hình như là mới sập ngay thôi, cho nên mình vẫn chưa có thông tin gì, nhưng theo mình dự đoán thì có thể là nó sẽ bị vậy nữa. Nhưng mà các bạn có thể thấy đó, mình bị lỗi khá là nhiều ha. Thì trong Discord của mình nè các bạn, trong Discord của mình ha, thì có mấy thằng nó cũng có dòng tin nhắn khác nữa, nó không không có hẳn là tin nhắn giống mình đâu. Nè, mình là periodic save file, còn mấy thằng này là fail to add data, còn mấy thằng khác thì nó bị kích vì cái lý do khác nữa nè các bạn, disaster khác, bin gì gì đó các bạn. Cho nên nói chung là các bạn gọi là ráng chờ nha các bạn, có thể là Roblox đang fix thôi, hoặc là cũng bị sập bug 2 nữa các bạn. Thì cũng có một số game á, nó từ vài chục ngàn người chơi tụt xuống mẹ còn 200 mấy người chơi các bạn thấy không. Giờ mình sẽ chờ nè, còn có mấy tựa game mà là mấy trăm ngàn người chơi, giống như Best Simulator nè, tụt xuống còn 50 mấy 60 mấy ngàn. Hồi nãy mình thấy nó còn 80 mấy ngàn á, nhưng mà bây giờ sao nó giảm nữa các bạn. Nhưng mà vẫn còn một số game giống như là Anime Fighter Simulator với lại Black Foot á, thì nó vẫn còn trụ được, nhưng mà trụ được cũng là không có quá nhiều đi. Nhưng vẫn sống dai các bạn, thiệt chứ. Mấy hai tựa game này sẽ thấy sống dai à. Best Simulator mới là tựa game nè, hai game này là hai game thế là tụt nhiều người chơi nhất. Đấy, cho nên thôi, nếu các bạn nếu như mà các bạn gọi là đang chơi Roblox nhưng mà bị kích á, thì thôi các bạn ráng nhịn đi ha. Cũng có thể là nó sẽ xóa data các bạn á, cho nên các bạn cứ an toàn là trên hết, đừng có vô game nha. Đấy, bây giờ đợi chơi mấy game khác giống như Liên Minh, Liên Quân gì đó.